hàng này để chuẩn bị dừng ở chỗ lấy thẻ vào trạm nè, thì nghe đổ rầm lên thì chạm vào cái cabin đó, cái bót đó, nguyên cái bót đó, đè xuống, đè lên xe luôn, xe kia nó ngã đè ra. Lúc đó dừng lại thì thấy nó đổ sập xuống rồi, nhưng mà thấy nó đổ đè lên trên kiến thì nó mở cửa ra cho ship ở sau ra trước, rồi mình bò qua phía bên trái bên phải để mở cánh cửa phải để ra. Thế lúc đó thì bắt đầu ra đưa ship lên chỗ an toàn, xong rồi thì cùng với mấy anh ở trong chỗ trạm thu phí này, mấy anh ra thì anh mới hô lên rồi mới khiêng hai cái chị trong cái bot nó đi ra ngoài. Mình cũng lu bu, mình cũng quản, rồi mình thấy thì một chị thì nằm ra đó thì thấy chắc đi không được, còn một chị thì thấy nó hơi nhẹ hơn.